Hai thống kê khiến cho cả Đông Nam Á bái phục trước bóng đá Việt Nam. Có hai thống kê khiến cho bóng đá Đông Nam Á phải ngả mũ trước bóng đá Việt Nam và Park Hang-seo. Thống kê đầu tiên là chỉ số fair play của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đã đứng đầu khu vực Đông Nam Á khi nhận tổng cộng 9 thẻ vàng, trong đó có 4 trận đấu không phải nhận thẻ phạt. Hai đội bóng xếp hết bảng là Malaysia 20 thẻ vàng và Myanmar 21 thẻ vàng. Riêng đội Thái Lan có 11 thẻ vàng, xếp sau tuyển Việt Nam. Điểm số fair play cao nhất càng khiến cho bóng đá Đông Nam Á phải ngả mũ trước tuyển Việt Nam. Bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đại diện duy nhất của khu vực giành vé vào vòng loại cuối cùng. Một thống kê cực khủng khác là bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo bất bại ở khu vực Đông Nam Á khi tính ở cấp độ tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có đến 20 từ chiến thắng, chỉ vòn vẹn 6 lần bị các đối thủ ở Đông Nam Á cầm hòa. Đây là thống kê để cho thấy được bóng đá Việt Nam đang rất mạnh so với khu vực từ khi được huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Thực tế, bóng đá Việt Nam đang chính là số 1 ở Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, còn U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019. Thành tích giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, bảng đấu có 3 đội bóng mạnh của Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia là sự khẳng định cho vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực, bởi 7 đại diện khác của Đông Nam Á đều không vượt qua được vòng loại thứ 2.